Bạn ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại Duy Minh đang có mặt tại một cái khu ngôi mộ mà của nhà báo quý cô chú anh chị, nhà báo mớ Hà Nguyệt đấy ha. Thì bà con bác thấy rồi, hồi sớm thì có rất là đông gia đình luôn, nhưng mà lúc đó đông quá là Duy Minh không có quay được. Nay là xin phép mấy ông đợi cho Duy Minh chia sẻ ở nơi đây. À, hello anh. Quá trời qua luôn ha. Qua giống ngày xưa của chú Vũ Linh ha. Mới vừa xuống rồi có qua. Đây là nhà báo gì anh? Quỳnh Vũ Thạch. Quỳnh Vũ Thạch. Hôm trước em có thấy một cái bài Quỳnh Vũ Thạch trên cái kênh của là bên nhà báo Sông Linh đã đăng cái tin lên rồi. Thì hôm nay là đem đến Hoa Viên Nghĩa Trang mình để là an táng ở nơi đây ha. Ừ. Thì gần ở bên kia là nhà nhạc sĩ Lam Phương. Lam Phương đúng rồi, gần Lam Phương. Ở sau phía già hoa đó quý cô chú anh chị. Thì ông này thì cũng hoạt động trong nhà báo. Hình như là em nghe nói là bên nằm trong bên Quốc hội á. Báo lớn ha. Thì anh có biết về cái Huỳnh Vũ Thạch lịch sử của nhà báo này nhiều không anh? Nói chung á thì hồi đó cái anh này ảnh là ở trong cái ban nhạc hồi còn nhỏ đó, cho nên nó là cũng có biệt danh là ca sĩ nhí. Ca sĩ nhí Huỳnh Vũ Thạch. Rồi sau này á mới là hoạt động bên báo. Tờ báo nào thì mình không biết, nhưng mà nhà báo đó. Thì theo như sự quan sát á, ở giúp biển tên à anh? Ở giữa mộ em thấy có cái chén gì anh? Chén xôi, chén xôi. Chén xôi. Xôi hay là cơm đây? Xôi hay gì đó. Và một cái trứng ha. Cơm á. Cơm trứng. Cơm trứng. Cái này là mở cửa mã luôn nè mấy anh em. Mở luôn ha. Cái thang đó là mở cửa mã luôn rồi đúng không? Ồ, nhanh quá ha. Mất là ngày bữa ngày mấy đâu, bữa thì gửi là ngày. Ba lúc ở đây 3 ngày rồi. Đây nè. Thì đám làm ở nhà tang lễ của Bộ Quốc phòng ở Gòi Vấp á. Bộ phòng. Vậy là qua anh ở dưới hả? Qua dưới. Và bạn này cũng là nằm trong bên truyền hình Quốc hội. Truyền hình Quốc hội. Nhà báo Bình Vũ Thạch. Là hồi nãy là có xe truyền hình Quốc hội truyền hình thật sự online luôn. Có lên đây. Để mình đi kiếm mấy cái tên cho còn mấy cái tên hồi nãy còn truyền hình Quốc hội á. Cũng còn. Cũng còn. Có mấy cái tên đi. Có một hai tên đây nè. Tại vì ca thiếu nhi luôn nè. Nhà báo là cũng có dạy trường đại học nữa. Rồi, sở thông tin truyền thông luôn hả? Ồ, sở thông tin truyền thông luôn. Giảng viên của dạy mấy giáo trường đại học. Quá trời luôn. Tứ đại Lâm Mộc là sao ta? Chắc kiểu hồi đó trong nhóm nhạc hay gì? Nhóm á, trong nhóm. Thấy toàn là trường mầm non là nhiều dữ ta. Trường mầm non là chắc thầy có dạy ha. Nhà báo thường thường người ta cũng có cái kênh gì đó. Cái kênh gì FM gì nè. Kênh YouTube hay gì đó. Không phải, cái này là cái kênh VTV. FM. Đẹp em á. Đẹp em. VTV gì cái gì? CAB. CB gì đó. Gia đình CAB chứ không phải ABC. Quá trời ha. Quá trời luôn. Nam Thư. Diễn viên Nam Thư nè. Đúng rồi. Diễn viên Nam Thư nè. Trường đại học quốc tế gì đây? Công đoàn gì đó. Quốc tế Hồng Bàng. Hồng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh nè. Ca sĩ gì nè? Ca sĩ đâu? Nè. Ca sĩ Hằng gì? Ca sĩ Hằng Bình Bông. Hằng Bình Bông nữa hả? Ca sĩ Hằng Bình Bông. Trời luôn mấy anh em. Là
gì đây? Truyền hình gì đó. Chồng em Tiến. Em Tiến. Gì hả? Tiến. Gia đình bạn sang Đài Loan, có đài. Sang đài. Đài mình đọc thêm Đài Loan nữa chứ. Anh đông người. Có đặc biệt thì có Nam Thư nữa ha. Có để lấy cái người Nam Thư bên em mà chụp hình cái Nam Thư đây. Đó. Gì Nam Thư quyến nó nằm rồi. Em Nam Thư. Thấy không? À, những cái lãng hoa rất là đẹp ha quý cô chú anh chị, rất là còn tươi tắn luôn. Tại vì gia đình thì cũng mới đưa về đây khoảng tầm nửa tiếng thôi quý cô chú anh chị, chứ không có lâu. Cho nên là bà con cô bác có thể thấy là những cái lãng hoa nè, những cái lãng hoa rất là còn tươi ha quý chú anh chị. Thì mấy chú đang dọn dẹp ha quý cô chú anh chị. Giờ chắc để lại một cái này quá. Mình để lại cái này hả chú? Để là cái này hả? Đúng rồi, sông mộ mới ấy. Hương Trang hả? Nói chung là rất là nhiều cái lãng hoa mới luôn quý cô chú anh chị. Cái này khi mà mình nhìn lại cái hình ảnh này có thể là hình dung qua cái lúc mà chú Vũ Linh ông vừa mắt ha, thì có rất là nhiều hoa như vậy luôn á quý cô chú anh chị. Hoa sau một ngày á thì lúc đó là hoa nó từ từ nó sẽ rung lên, đến khi mà hoa mà khỏi chắc mà phải nó ngã nghiêng ngã ngửa qua bên luôn quý cô chú anh chị. Mấy anh em mình phải là sắp là từng lớp. Chị Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm nữa nè. Đâu? Mỹ Tâm nó hát bài gì? Chị Mỹ Tâm không, chị Mỹ Tâm trong này, giới nghệ sĩ người ta quen nhau. Chị Mỹ Tâm này chắc không phải nghề ca sĩ đâu. Ca sĩ Mỹ Tâm đó. Ca sĩ là ta để ca sĩ à? Không, để chị Mỹ Tâm trong nhóm người ta vậy thôi. Tôi biết em thật là chị Mỹ Tâm. Yeah. Tại cái bạn này là mới có 35 tuổi. Nếu mà nói dễ hiểu á là cái bạn này nè, bạn viết về bên nghệ sĩ nhiều lắm. Bạn này nè. Thì bạn chơi chung đó. Chơi chung với Sông Minh. Chơi chung Sông Minh đó là chuyên viết về nghệ sĩ không à. Là thông tin là lúc trước là ca sĩ, xong rồi đi viết báo. Đó. Sao gì anh không biết chưa hả? Giảng viên mấy trường đại học nữa. Dạy mấy trường đại học. Mấy trường đại học nữa. Rồi là cũng là nằm trong truyền hình quốc hội luôn. À mà đặc biệt đó là tài luôn á, chứ giỏi gì nữa, thuộc dạng là tài luôn á. 85 tuổi. 35 tuổi những người mà thường là thường là đại những người mà nhân viên nhà nước á, là thường thường được, sẽ được khi mà mất đi sẽ được bên nhà nước người ta hỗ trợ. Hỗ trợ kinh phí. Cái này không biết là phải ở bên nhà nước hay không. Em nghĩ là nhà báo mà không phải nhà nước. Nhà nước báo là chắc chắn có rồi đó. Đó. Cái cô giáo hôm qua mà nghỉ hưu lâu mà con được tài trợ mà. Cô giáo 91 tuổi đó. Đúng rồi. Công nhân viên nhà nước. Cũng là nhân viên nhà nước. Đúng rồi. Công viên nhà nước là được hỗ trợ hết, được hưởng hưng hưu. Đó là bà. Những là còn cả cô giáo. Chưa bằng bà. Đúng rồi, cô giáo đó, cô giáo. Cô giáo ngày xưa nghỉ hưu rồi. Cũng được hỗ trợ đúng quý anh chị. Đó. Nói chung là mình làm cho nhà nước thì khi mà mất đi thì người ta cũng sẽ tài trợ quý chú anh chị. Đó. Không nhiều cũng ít. Đó, mong bà con cô bác chia sẻ video dùm Duy Minh. Nhà báo Huỳnh Hữu Thạch quý chú anh chị. Đó, mình miền Tây thì mình nói nó hơi có lệch chứng tả, thì mong bà con cô bác cũng bỏ qua giùm ha. Người dân quê Duy Minh thì quê chân chắc, không có học cao hiểu rộng, mong bà con cũng thông cảm. Nhưng mà cái đám tang với một cái số lượng dòng hoa như thế này là có thể nói là một cái đám tang có thể nói là lớn đó. Hồi sớm khi mà mình quay cái đám tang bên kia đó là mình thấy, có thể thấy dòm ngang qua đây á, là mình thấy là bà con của người ta dưới là những người đi theo của Hồng Tống á, rất là đông luôn đúng không anh? Đúng rồi. Đó, nhưng mà có trái cây đồ là nhiều lắm mà người ta đem về bớt rồi. Cái xe của đài truyền hình. Xe đài truyền hình nữa đúng rồi. Hồi nãy em cũng có hỏi thăm. Bà con cô bác xem video đừng quên nhấn like và đăng ký kênh của anh em mình, để anh em mình có những cái thông tin nào mà hay và những cái sự kiện thì có thể chia sẻ cho bà con cô bác cùng xem ha. Đó, bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con. Hẹn bà con là một cái video tiếp theo tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha. Xin chào bà con ạ.